À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Seleucids. Ở đợt trước thì mình cũng đã nói chung là đánh một trận khá là mệt mỏi bọn La Mã đấy. Ở đây nó còn một cái hạm đội đây nhưng mà nó lắm thuyền quá nhỉ. Mình không biết là mình đang chơi trò đâm húc hay là đánh cận chiến với nó. Nhưng mình nghĩ là đánh trên biển thì cũng không phải là hay lắm khi mà nó có thuyền pháo như này. Mình không ngại bọn bộ binh của nó luôn, nhưng mà mình rất ghét cái bọn thuyền pháo này. Mình không muốn đánh nhau kiểu này. Có thể là chọn giải pháp gì đó nó an toàn hơn một xíu. Rồi, cứ để đây đã, xem nó như nào đã. Mình sẽ chờ qua cái quân đoàn còn lại của mình tiến lên đây. Đây. Tốt rồi. Thêm một quân đoàn nữa tiến được đến đây rồi. Chúng ta thì cần spy ở đây. Rồi. Hoàn toàn có thể bảo vệ được hạm đội của chúng ta. Yes. Nó bỏ chạy à? Mình cũng đang muốn đánh nhau với nó. Ủa mà nó chạy đâu rồi? Ăn đâu nhỉ? Đường pháo rất là khó ăn đấy, đánh hóc tu mình không thích lắm. Ôi, thuyền của nó giáp vàng hết cả. Ngán nhất cái vụ thuyền của nó toàn giáp vàng. Cái nữa là nó có thuyền pháo. Ai giời ơi, thời tiết quá nè. Mùa không. Nó có thuyền pháo là mình hơi ngán đấy. Chia quân làm hai hướng này. Quân của nó toàn thân bắn lính bắn thuyền không phải nhỉ? Vậy tại sao mình phải sợ như nó nhỉ? Bắn tên lửa cho anh. Battle group awaiting orders. Ready and awaiting orders. Nào tiến lên nào. Rồi tiến ra đây. Rồi tiến đây. Pháo hạm chúng ta chuẩn bị bắn được rồi. Ai chà, bắt đầu tấn công mình. Ready and awaiting orders. Get at them. Orders. As you command. Ai ôi, nó bắt đầu lã thuyền của mình rồi. Ready for orders. Dăm cái thuyền củi này mà dám dám hút cho với anh.
Ôi bắn tuyệt pháo nó đi này. Áp sát cho nó luôn đi. Sợ gì. Húc luôn cho anh. Húc luôn. Xoáy hạng nó này, húc. Chưa chìm à? One of our units has used all its ammunition. Bắn chết chúng nó cho anh. One of our units has used all its ammunition. Húc tiếp nhanh. Vỡ thuyền rồi. One of our units has used all its ammunition. Rồi, húc tiếp đi. Chìm xuống. À. Mày à. Ô, mất một chiến hạm cơ à? Kinh nhỉ. Đánh bọn này nó cũng gớm thật. Cơ bản là nó có thuyền pháo. Mình ngán nhất cái thuyền pháo của nó. Còn nếu không thì mình có thể húc thoải mái luôn. Không có thuyền pháo thì mình ăn ngon. Rồi. Vẫn còn cơ à? Mày vẫn còn cơ à? Tăng phục hồi. Rồi. Xong. Như vậy thì hạm đội này vẫn đầy đủ quân à. Tiến ra đây, chuẩn bị tấn công vào đây. Chiếm nốt cái cảng còn lại này của nó là chúng ta sẽ phong tỏa cái vùng biển này. Tuyệt vời luôn. Quân đoàn này hên lên đây thập hạc. Thằng La Mã xong rồi. Khu vực châu Phi này thì thằng La Mã không còn nhiều đất. Rồi. Không đệ rồi, ra đây đánh đi. Rồi xong, chúng ta đã có lực lượng. Lực lượng này của nó không đủ khả năng để không thể thành đến đâu. Đây rồi. Xong. Rồi, chúng ta đã giải quyết được cái cơ bản là không cần phải đánh tiếp. Mình cũng biết là mình đã giải quyết xong châu Phi. Còn đây, một trận đấu già. Có nên đánh vào cái thành này không nhỉ? Đánh thành này thì mình khả năng phòng thủ tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình cũng không muốn chiếm nhiều đất quá. Một hạm đội của nó đây à? Xem có thằng nào ra kéo quân ra đây yểm trợ. Thanh niên này. Quánh đi anh yểm trợ cho, anh có mấy con voi anh yểm trợ cho. Bọn này mua hai cái nhà lính giống nhau là cái gì? Kệ cái thằng này ở đây, mình đã có thể phong tỏa được nước Ý rồi. Cha cha cha. Tin mừng, tin mừng, tin mừng. Xem nào. Còn công trình nào chưa xây dựng xong. Ngon bổ rẻ hết rồi. Ổn đấy, ổn ổn ổn.
Tốt rồi. Chúng ta thoải mái rồi, không phải lo lắng nhiều rồi. Thằng La Mã. Không có quân để tuyển. Giờ mới là đau đầu ấy. Không biết nên phát triển quân theo kiểu gì. Commander. March. Thành này của nó thì chiếm đi. Thành này nữa, đem quân đến đây thì không đánh đấy. Xong thằng La Mã. Úi dồi, hai quân đoàn nữa đang tiếp viện. Chúng ta có đủ lực lượng để có thể gây áp lực cho nó. Chúng ta có 3, 4 quân đoàn ở khu vực châu Phi kìa. Gì? Retreat! Retreat! Kinh nhỉ? Mày chán sống rồi đúng không? Dám đánh hạm đội của anh ở đây đúng không? Rồi, 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 bọn này hải quân. Nó cũng toàn hải quân. Trận này không ăn được rồi. Hải quân của nó toàn thuyền pháo. Anh chịu, vụ này anh thua. Mày cho lục quân xuống đây thì anh cứu được, giúp được mày. Kích nhỉ, nó định ám sát tướng mình trên này. Nhưng mà không thành công. Ái giả. Back! Bọn này gấu chưa? Có mấy con thuyền cùi mà dám quẩy áp phết này. Rồi xong. Trận này thì tỷ lệ thắng cao quá, không phải đánh. Wow, cái thằng này ở tận Trung Đông, sang tận đây để chiếm. Rồi, ba thành, cái vùng này có ba thành của ba quân khác nhau luôn. Ba thành của ba quân khác nhau luôn. Cộng 5 trung thành cho các phe phái. Ồ, tuyệt. Tuyệt vời. Nói chung là mình đã kiểm soát rồi. Đùa mấy thằng đệ của mình nó không chịu đánh à? Rồi, chiếm xong khu vực này. Kiếm này, khiên này, kỵ này, để chúng ta sẽ tuyển quân ở đây. Ôi, ông này ông nhanh thế, đã mò quân ở đây rồi. Chìm xuống. Xong. Như vậy mình đã hoàn tất kế hoạch xây dựng các cái lực lượng hải quân ở đây. Chúng ta đã có các cảng biển. Rồi. Hạm đội này về đây. Chưa sửa chữa xong cái thành này đúng không?
vẫn đang không không, nó vẫn có khả năng chiếm được. Nó vẫn có khả năng chiếm được. Thế còn ông đệ này, ông chị định bao giờ mới chiếm thành của nó đây? Đứng đấy mà cướp bóc à? Quái thật. Mình chiếm nốt Italia nữa là xong phim. Ôi ôi. Đấy, còn các quân đoàn châu Phi của mình nữa. Quân đoàn châu Phi của mình tiến sang châu Phi nào. Sợ đủ quân để làm loạn luôn. Ready for battle. At your service, I am your tireless servant. We hunger. Look to the defenses. Rồi, thanh niên này chiếm nốt tỉnh này nữa là êm. Mấy thằng La Mã này cứ đứng ở đây mà chết. Còn mấy con thuyền củi ạ? À, chờ xíu anh khắc khử của thằng này. Chưa sửa xong. Tỉnh này cũng chưa sửa xong. Quân đoàn cấp 4 à? Mấy ông đệ này chậm chạp quá, đã thấy đánh nhau luôn. Phải đánh đi cho nó vui chứ nhỉ. Ây da. Đồ chú của nó có cả xe bắn đá kìa. Ăn luôn. What? Chết rồi. Quân đoàn này sao toàn lính kiểu gì này? Quân đoàn này không có kỵ binh à? À nhưng mà thôi, không công thành thì cũng không ngại lắm, nhưng mà này thì hơi khó chơi. 1 2 3 4. Ồ. Không có kỵ binh, không có voi. Không sao. May là công thành. Ui ôi, thành của nó thành 2 lớp kìa. Vãi nhờ. Bây giờ chui vào đây mà chết. Thằng nào tiến được vào đấy nhỉ? Đánh qua cổng này à? Tiến tới cổng này vào thì nó gần nhất. Bọn pha lăng này thì không thể lái xe này được. Phải là bọn cầm kiếm này. Ở thực ra công thành này thì cũng không cần voi với ngựa đâu mà. Có được cái quân đoàn này mình chuyển lên để đổi cho mấy con ngựa trên kia. Battle group disbanding. Royal peltasts. Melee infantry ready. Ready and waiting. At your service. Royal peltasts. Your orders. Heavy onager. Phá tường cho anh. Ôi tường của nó có pháo nhỉ? Chết rồi, tường của nó có pháo. Nã pháo của tường nó. Ngon vãi. Tường của nó cũng có cả pháo. Vãi trưởng thật. At your service. Ừ.
đây nữa này. Khẩu pháo này nó lã quân mình nữa này. Trận này căng rồi nha. Ô bắn yếu thế. Không được rồi, cho bọn này leo tường ngay tức. Sáu mươi chín phần trăm bắn gì mà chán thế nhỉ? The walls are breached. Vỡ hết tường của nó rồi mà khẩu pháo lại sập. Nhanh, chết hết quân rồi. Nó có pháo, bên nó thủ thành và nó có pháo thì mình đúng là vỡ mặt thật. Chín tám phần trăm bắn nốt lượt đấy nữa. The walls are breached. Rồi bọn pha lăng đâu rồi? Tiến luôn vào hướng này cho anh. What a trận này kinh quá. Tường của thành nó dày thế nhở? Pháo lã nãy giờ mà không sập được à? 59% sợ này. Bảy mươi chín. One of our units has used all its ammunition. Đâu rồi? Royal Peltasts! Advance at speed! Tiến vào đây luôn. Royal Peltasts! Ai giả quân của chúng nó bên dưới đông thế. Không phá được cái tháp canh này nữa rồi. Trận này là lao hết vất đấy. Khổ mình đâu rồi. Bắn điểm trợ ngay. Ai già. Ai chà, ai chà, ai chà. Cho quân ra ngoài này. Has used all its ammunition. What's up? Tướng của mình khuyên chơi cho chỉ huy chạy mất tích ra ngoài này. Tiến vào luôn. Pha lăng đâu, lật đội hình tiến lên luôn. One of our units has used all its ammunition. Archers!
lực lượng trên tường rồi, bắn ngay bọn cung thủ nó, không để cho chúng nó áp sát. Ai già. Mấy cái thằng leo thang này chán thế, chạy ra đây, chết vô mất rồi. Bọn nó lên cái tường phát của nó, quấn được ngay. Rồi, giữ cung thủ đâu. Lão đây cho anh. Không phải xoắn, xong lên. Phá luôn cổng thành ra cho anh. Ai chà, lực lượng trên tường của nó hướng nhỉ. Nhanh, tiến vào đây. Tiến vào đây. Dăm cái thằng Beaver Steelman này thì làm cái trò gì. Vào đây. Cứu ngay đội quân kia, nó chết rồi. One of our units has used all its ammunition. Ôi, cái đội trên tường này hỏng rồi. Dồn cho nó. Nhanh. Bắn vào đây cho anh, nhanh. For glory! Pikemen ready for orders! Vào đây luôn, pha lăng đi rồi, đi cùng rồi, không phải sợ. Skimister, kệ nó. Nhanh, chiếm ngay cổng thành. Silver Shield, Pikemen! Không sợ đâu, có pha lăng đi rồi. One of our units has used all its ammunition. Trên tường chúng ta có vẻ trụ được rồi. Ôi, lực lượng trên tường của mình thương vong nặng quá. Yours to command. Melee troops awaiting orders. One of our units has used all its ammunition. Mình không nghĩ trận này vất thế. Elephants ready for battle. For honor! Royal Peltasts. For taking. Pha lăng đâu rồi? Tiến lên, giết con này luôn. Đây, con này. One of our units has used all its ammunition. Anh nói. Ôi, thương nặng quá. Cung thủ vã vào này cho anh. Voi rồi, à đúng rồi, voi chạy đây. Tuyệt vời. Ôi, bộ pha lăng này vẫn khỏe nhất. Chúng nó xong rồi. Silver Shield, Pikemen! Hang them down! Oh, my elephants! Chỗ này toàn lính tầm xa. Cung thủ đâu? Bắn bọn này cho anh. What are your orders? Ramp with them!
lát luôn. Xong rồi. Nó còn quân ở đâu nữa nhỉ? Ui trời ơi, chỉ có mỗi đội hình pha lang là chịu áp nhất. Rồi, tiến vào. Bọn này nữa. Châu nhất, tiến vào. Đội cung thủ nữa. Mấy thanh niên này đứng trên tường thôi. Pha lăng. Nó ăn làm sao được đội hình pha lăng. Xong. Xông vào thủ phủ nó luôn. Con của chúng ta tiến thật nhanh nữa xem nào. Thằng tướng của nó trong này gì? Chắc nó có thằng tướng trong này. Hay. À, nó có bức tượng gì đây? Như kiểu là nữ... thần này là thần gì nhỉ? Mình không biết thần này thần gì. Thần gì thì... muốn là cái thần quái gì thì cũng thế thôi. Các đơn vị quân khác vẫn phải chậm quá chưa vào nơi. Elephant. Xong à? Rồi. Áp sát đập luôn. Rồi quay nó lại. Nó xong rồi. Mấy cái thằng bọn này nó cũng đòi gốc Hy Lạp mà. Trận này thương vong nặng thế. May vẫn giành chiến thắng. Không ngờ là pháo của nó kinh quá. Nó lã mình banh xác. Nhưng mà không sao, chúng ta cũng đã giành chiến thắng rồi. Các bản quân đoàn này mình chưa có kể cả đập thủng một lỗ ra xong rồi cho mấy con voi vào thì nhanh á. Ôi, quân đoàn cấp 7 á. Cộng 12, tấn công cận chiến cho tất cả các skill unit. Tăng 6% giáp, 10% phòng thủ. Melee attack 12 melee attack. Mình nghĩ là mình cần cái này hơn. Cái đấy thì để sau đi. Mình muốn tăng mạnh vào phòng thủ hơn là tấn công. Khả năng phòng thủ của bọn này nó hơi yếu. Phòng thủ và giáp. Cái gì giáp 132 á? Lính pha lăng mà giáp 132 cơ á? Thế thảo nào nó lì thế.
cần. Ready for battle. Đây rồi, quân đoàn này sẽ có nhiệm vụ yểm trợ quân cho quân đoàn kia. Nó cần đây hai con voi và hai con ngựa. Vãi trưởng thật. Thành cấp cao của nó gớm quá. Rồi, ấn quan lượt phát chắc thằng đệ này nó sẽ chiếm nước tỉnh này. Nào, qua lượt đi. Con tút. Massasila. À xong. Rồi. Kinh, con này nó chiếm được hết cái vùng này rồi. Ông đệ của mình có chi phí. Lại một tướng nữa chết rồi. Ready for battle. We hunger for battle. Tướng lên cấp 4 này. Tướng lên cấp 4 này. Ready for battle. Make haste, men. Waiting for more orders. Vùng này à, thiếu lương thực à? Sao lại thiếu lương thực được? Làm gì mà thiếu lắm đâu. Tiến sang đây nữa là thằng La Mã hết đất rồi. Gì đâu mà phải sợ. Quay lương thực của mình kìa. Nhiều vãi xoài. Trăm hai mươi mốt lương thực rồi. Nhiều thế này thì thu thuế lốt cái vùng này đỡ phí. Được hơn 1000. Vãi nhỉ. Chúng ta kiểm soát được mấy cái vựa lúa của thế giới phát chúng ta nhiều lương thực quá. Vùng này tuyệt vời. Ready for battle. Vẫn chưa đủ. Di chuyển đi, khả năng thằng này nó sẽ nhảy lên đây, nó quánh vào cái thành này của mình mất. Lên ở đây không nhỉ? Được. Tốt rồi. Đâu à? Quân đoàn nữa đang sang đây đâu nhỉ? Đến đây à? Ủa rồi. Thằng La Mã hết cơ hội rồi. Mình phải cho quân đoàn này lên nữa. Bổ sung sự xuất hiện của quân đoàn cấp 5 này nữa.
phòng thủ ở đây. Không, bây giờ mình di chuyển quân đoàn này đi phát là nó tấn công ngay vào thành này. Chắc chắn luôn. Kinh quá. Chiếm thiết thành bị tham nhũng. À đây. Quân đoàn này đang thiếu quân này. Bổ sung quân này. Bọn nó lại ám sát mất một quân nữa của mình à? Bọn này nó thừa cái đám này đúng không? Thằng này thiếu một đội lính kiếm này. Rồi, ok, xong. Ready for orders. On the move. Commander. Ok. Commander. Chúng ta đã có đủ các quân đoàn đây rồi. Ready for orders. March. Giữ đất. Ready for further orders. Thằng này tốn lương thực thế. Peace honestly forged. Hiệp ước hòa bình nhá. Hiệp ước hòa bình mà đòi mình 10.000. Thằng này lúc nào ảo tưởng sức mạnh. Lại tấn công hạm đội của mình. Hả? Cho chiếm phát nhỉ? Mình sẽ chiếm lại cho nó vui. Nó mất thời gian. Lằng ngoằng. Không, nó lại chạy là mình lại đuổi. Mệt lắm. Quân đoàn kia của mình tới đến nơi rồi. Nó còn đúng cái hạm đội này là luẩn quẩn ở đây. À, ông đệ của mình. Ông đệ của mình. Quân đoàn này thì không cần phải tướng của phe của mình. Cho tướng của phe thằng là Pachia. We hunger for battle. Ngon. Chỗ này mua tiếp cung thủ nữa. Khi cần là thể tiếp viện. Armor Hot Archer. Chán nhỉ, chưa tuyển được đội Loop Horse. We hunger for battle. Get the stakes up. Ready for battle. Get to it, men. Bọn này quyết không đánh nhau à? Mình canh cho nó mà nó cũng không đánh này. Mấy thằng đệ này của mình chán quá. Rồi. Thằng đệ mình đang chạy ra đây đúng không? Thằng này. Anh đây, anh bảo kê cho vụ này. Đây rồi. Quân đoàn này phải lên bờ đã. Quân đoàn này mới đánh được.
Mình cứ đánh theo từng bước chắc chắn một, chứ mình ít khi đánh theo kiểu là đánh đến đâu đến đó các bạn. À, cách đánh của mình là đánh chắc thắng chắc mà. Đánh theo kiểu chắc chắn rồi mình mới đánh. Không đánh bừa đánh ẩu. Ơ. Có ông đệ ông bảo kê bộ này. Đây rồi. Mày. Mày chìm xuồng nhá. Thế rồi, nó hết quân rồi. Hay quá. Hạm đội này gì mà có mỗi một thằng quân thế này. Sao là hai thằng cho nó rực rỡ. Sổ ơi, chiếm lại cái vựa lúa mì phát lên tiền kinh khủng. Lên lương thực cũng ào ào luôn. Giàu lắm à. Mình bây giờ là đại gia. Còn mấy thằng quân này thì làm được cái gì à cô? Đây. Neatropolis. Neatropolis. Trận sau sẽ là đánh thẳng vào La Mã, đánh vào thành Rome luôn. Thành Rome có quân không? Không có quân nhưng mà có nhiều tư quân các thành lắm. Cái vùng này à? Ơ? Cộng 5 tinh thần chiến đấu nhưng tất cả đơn vị quân được tuyển. Ồ. Nhưng mà không bằng cái này. 5 giáp hay hơn. Tinh thần chiến đấu thì mình có thể xây cái công trình này nó cũng tăng được. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.